Ok, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu một cái trang nạp robot mới. Thì trang này là do mình làm ra, kiarobot.com. Thì mọi người viết theo như vậy. Thì sau khi mọi người vào thì mọi người hãy gia nhập vô cái group Roblox mình đã để dưới này đây. Và sau khi gia nhập xong thì mọi người nhập tên tài khoản vào, bấm kiểm tra, khi nó hiện ra dấu check thành công thì chọn nhà mạng và nạp thẻ cào. Sau đó bấm vô cái ô này và bấm chữ giao dịch, vậy là xong. Ok. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Dragon Ball Ray. Thì hiện tại cái game này mình cũng chơi có một tập à, chơi cũng lâu lắm luôn rồi đó. Vô mà hình như mình vô mà nó còn không, nó bỏ luôn cả cái bản sale của mình luôn rồi đó, nên là bây giờ mình phải ngồi mình train lại. Ok, thì game này ai mà chơi đâu lâu lâu phải ngồi bấm sale, phải ngồi bấm bấm lưu, lâu lâu bấm lưu cái để tránh mà trường hợp đang chơi cúp điện hay sao đó mất luôn, mất trắng chẳng hạn vậy. Ok, thì hiện tại bây giờ là cái stack của mình hiện tại đã lên được khoảng bao nhiêu rồi ta? Stack của mình cũng khá là ít đấy. Bây giờ mình phải luyện mấy cái này lên nè. Ok, thì nói chung là mình hôm trước là mình có chơi qua một cặp, nhưng mà thật ra mình cũng quên luôn, mất luôn cái cách chơi của cái game này. Thì cần chứ. Với cách chơi luôn á. Thì hiện tại bây giờ là mình đang biến thành Super Saiyan 5 đây. Đấy, Super Saiyan 5. Ok, mình sẽ bay lại xuống dưới đây đứng thử. Ok, Super Saiyan 5, nhưng mà mình chưa thấy cái Super Saiyan nào mà đi cái cứng bá đạo như thế này. Trời ơi, đi cái cứng như bị thọt ấy. What the hell? Không thể nào cân được là cái cứng mình đi nó thọt như thế này. Ê, thiệt tình. Ok, thì bây giờ là mình sẽ train thôi, mình sẽ train lên khoảng mình hiện tại giờ mình mới học được cái Masenko à. Để coi skill combat là nó sẽ có cái skill gì đây. Hai speed rush nè. À, skill combat là chỉ kêu đánh nhau bình thường thôi phải không? Có gì hot đâu phải không? Ok, để coi firewall này là đánh sao đây. Oh wow. Oh, lỡ đánh trúng rồi nha, lỡ đánh trúng rồi nha, chứ không có gì hết. Rồi. Lỡ cái đánh trúng. Ok, hỏi mình blue zero cái nào đẹp hơn thì mình lấy blue đẹp nhất rồi đó. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ trang tiếp thôi. Hiện tại bây giờ mình đang cần lên cái final flash nè, final flash của nó là khoảng 45 với lại 52.000. Energy phải 52.000 lận. Wow, energy với 52.000 trầu, cái này là mình phải ngồi mình chưởng sướng luôn á. Ow, đậu phộng. Mấy thanh niên này lên Super Saiyan Blue chửi mình một phát mình về thành dưỡng sức luôn, trong khi đó mình là Super Saiyan 5 không là cái đinh gì đó. Ôi, đây cần chứ. Super Saiyan 5 không là cái đinh gì luôn. Ê, thiệt cần bỏ cái chấm coi. Ok, bây giờ mình phải ngồi mình biến hình lại cho đỡ cho nó trâu lên tí. Để coi mình lên được Super Saiyan 5 thì defense của mình lên được khoảng bao nhiêu. Đừng nói defense của mình lên được có 1.200 nha. Bình thường của nó là bao nhiêu, bình thường của nó 100 mấy, 120 giờ biến này lên thành 1.200. Biến Super Saiyan 5 nó lên có gấp 10 à. Quá đẹp hại. Ok, vì hiện tại giờ mình đang cần trưởng cái này để mà mình lên energy nè. Đó. Không biết có còn cách nào để mà lên energy nhanh hơn nữa không ta. Chứ mà lên energy kiểu này thì thấy cũng phê thật đó chứ. Lâu. Ok, đó. Hồi nãy là bao nhiêu câu rồi mình quên mất. 52.000. Ok, nhớ rồi, 52. Mình không biết khi mà mình bay. À, mình bay nó cũng tăng agility nè, ngon chim. Ok. Alright, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình train lên, mình sẽ học từ từ những cái skill cao hơn nữa. Đó. Bay thì bay với chạy thì hình như là nó tăng cái energy nè, còn chạy nhanh là nó tăng agility. Bay là nó tăng agility, còn trưởng là nó tăng energy, còn đánh là nó tăng attack với agility luôn. Rồi, còn những cái đánh là nó lên được hai cái, còn mấy kia là được có một cái à. Đấy, bây giờ là mình sẽ trưởng tiếp. Ok, đấy. Hiện tại giờ cái lực đánh của mình nó cũng khá là dữ rồi đó, nhưng mà không bằng cái đinh với mấy niên kia hết. Mình mới vừa hỏi thử coi là lên được khoảng bao nhiêu. Trời ơi, nói cho một phát mình cũng hết hồn luôn. 13 triệu. Wow, chắc cày cũng dữ lắm. 13 triệu cày chắc cũng kinh khủng lắm mới lên được cái khoảng đó. Hiện tại giờ mình mới có 50.000 thôi, mình chạy cũng điên người rồi. Kinh thật. Ok. Đấy, bây giờ là mình đang đứng trên đây. À, tạm thời đi xuống đi.
đó, mình đứng trên thì mình mới thấy cái này được. Mình nhưng mà mình chưa thấy cái thằng Super Saiyan nào mà nó đi chọt, nó đi thộp như thế này. Rồi ơi, đi mà giống như bị gì ấy, bị bó tay luôn. Ok, chắc là đủ rồi phải không? À, để coi cái skill, coi skill. Wow, Final Flash. Final Flash này mình nhớ trong phim nó cũng mạnh lắm nè. Khoảng 45.000 attack, 45 energy là 52. À, energy gần đủ thôi chứ chưa đủ. Nhưng mà cái attack là dư xăng rồi đó. Ok, sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Cố lên. Mình trưởng thêm vài cái này là đủ, là được 52.000 rồi. Đấy, easy. Ok, học được một skill nữa. Để coi skill Final Kamehameha chưa sử dụng được nữa nè. Kamehameha, Kamehameha nhân 10 luôn. Quá dữ. Final Flash nè. Ok, Final Flash. Final Flash này hình như là skill của đúng rồi, skill này là skill của Vegeta nè. Đấy. Ok, bây giờ là mình phải lên cho bằng được cái Final Kamehameha. Còn mấy cái skill sau này, Spirit Bomb nè. Spirit Bomb là skill này là trong phim khá là mạnh luôn ấy. Còn mấy skill sau này, Omega Blaster nữa chứ. 10 nhiêu? 1 triệu hả? 500 250 130. Biết chừng nào mình mới lên được trời, thì cần chứ. Ok, có cách nào để mà nó tăng cái energy lên nhanh nữa không ta? Hay là chỉ có cách đánh kiểu này thì mình mới lên nổi, chứ còn bình thường thì mình lên không nổi rồi. Ok, trưởng tiếp nè, đứng mắc công phải né ra chứ không là phải đứng gần mấy thanh niên này chọt mình một phát mình cũng giờ thành dữ sức. Thật ra mình là cũng thuộc dạng gà mờ trong này thôi. Đấy, ok. Đấy, mình đang cần phải lên kêu nên là mình phải bắn dạo để mà mình lên energy nè. Được bao nhiêu ạ? 62.000. Hiện tại giờ cái energy cần rất là nhiều nên là cái energy chắc chắn là mình phải cho nó lên cực kỳ cao rồi đó. Ok. Quách đậu phộng. Trời ơi, chủ một phát về thành hết luôn. Ôi, công nhận Super Saiyan Blue kinh thật. Ôi, công nhận Super Saiyan Blue đúng kinh luôn ấy. Trời ơi, chủ một phát mấy nhỏ về thành trơn. What the hell? Ok, trưởng tiếp. Nói chung là càng là công nhận biến thành Super Saiyan cực kỳ lâu luôn ấy. Đấy, nhưng mà biến được cái hình là cực kỳ đẹp. Nhưng mà hồi trước mình nhớ là game này là nó có một cái gì ta? Có một cái mấy bọn NPC á, Gummy hay Dummy gì đó. Dummy mới đúng. Nhưng mà giờ như game này nó bỏ rồi. Nó không còn cho mấy thằng đó vô nữa. Lúc mới ra thì còn để, nhưng mà lúc thằng nào đó nó cũng rò hết rồi thì không còn để nữa. Ok, mình sẽ trưởng tiếp. Hiện tại bây giờ là mình lên được bao nhiêu rồi ta? 70 mấy ngàn rồi. Ok, sắp ổn rồi đó. 70 mấy ngàn hình như là cũng học được cái Final Kamehameha rồi. Đúng không? Để coi thử Final Kamehameha là bao nhiêu đây. Đây, Final Kamehameha nè. Đó, Kamehameha nè. 70. Ồ, 70 là dư rồi. Ok, 70 là ngon rồi. Bây giờ là mình chỉ cần đánh thôi chứ đâu cần làm gì đâu. Đấy. Để coi start mình bao nhiêu đây. 60. Rồi bây giờ chỉ còn có bay nữa thôi là ổn rồi đó. Ok. Chỉ cần cái này lên được 70 là mình sẽ bắt đầu mình. Ow! What the hell? Thanh niên nào vậy trời? Super Saiyan Roll. Oh man. Rồi, đậu phộng, trưởng cho một phát mình không biết đường đâu mình né luôn. Kinh thật. Cái thanh niên này lợi dụng thời cơ đánh mình không? Ok, bây giờ là mình bay là ổn rồi phải không? Chứ mình đâu cần đánh nữa. Rồi, đúng rồi, cố lên. Rồi, 70 rồi, hay quá. Rồi bây giờ là mình sẽ bay thôi. Bây giờ là mình bay thì mình mới có khả năng là mình lên được cái agility của nó nhanh hơn là đánh nữa. Nó bay mà còn nhanh hơn là đánh nữa mà. Đó, nên là bây giờ mình sẽ bay đi dạo coi. Lâu rồi mình không vô map này nên là mình cũng không nhớ là nó có khác gì hồi trước hay không. Mình thấy có cái khác là nó mất luôn cả mấy cái thằng dummy rồi, mấy thằng dummy là nó xóa luôn rồi. Ok.
thấy hai thanh niên Ro với lại Blue đang đánh nhau đó. Để coi Ro với Blue là nó cần khoảng bao nhiêu nha. Để mình coi thử coi skill nè, mod nè. Mod rồi Super Saiyan Blue 2.500. What the hell, 2 triệu được, 2.500 lần hả? Dữ hả? Wow, khá là phê đó. Có cả Mask Super Saiyan nữa nè. Chù Super Saiyan God nè. Super Saiyan Blue bình thường nè. Ok, Super Saiyan Blue bình thường thì cỡ chừng 130 là được rồi. Oh, thì cũng ngon chứ, 130 là ổn rồi. Nhưng mà mình không biết là Super Saiyan 4 là chắc chắn là nó sẽ yếu hơn Super Saiyan 5 nè. Ok đó, Super Saiyan nó không để nên mình cũng biết nó là khoảng bao nhiêu. Nhưng mà Ray là 125. Super Saiyan G là gì đó? À, Super Saiyan God. Oh man. Ok. Ok, Super Saiyan God. Rồi, nhớ rồi, Super Saiyan God. Rồi, mình sẽ lên Super Saiyan God thôi. Hình như là mình lên được, mình học được cái skill Kamehameha. Oh, chưa, bây giờ mình phải bay thôi. Đấy, bây giờ là mình phải cần bay. Nói chung là bay có khi nào đủ khoảng 70.000 thôi, mình sẽ dừng. Đấy, sắp đủ rồi. Ok, đủ rồi, vậy là mình đã học được một cái skill tiếp theo là skill Final Kamehameha. Quá dữ, để coi Final Kamehameha nó sẽ trưởng như thế nào đây. À, coi trưởng đây. À, không quên, hết energy. Quá đẹp hại, hết energy nên hàng chiêu quá. Trưởng qua trưởng được. Đấy. Rồi, ok. Ôi, Final Kamehameha là hai cây hai bên luôn hả? Ủa sao dưỡng sao giống như là cái thằng Final Slap vậy? Ôi, cái này hình như là mình chưa có phim mình chưa thấy nha. Coi phim mà do các giả làm ra đó. Chứ mà phim mà Dragon Ball bên ngoài thì mình không biết có hay không nữa. Ghê thật. Ok, bây giờ là mình sẽ đi đánh nhau thôi coi. Ok, đây là một phút dành cho Fanat. Thì Fanat lần này là của bạn Mi Nguyễn. Bạn đã vẽ cho mình khi mình và Mi đang chơi trò Welcome to the Blubber. Lúc này mình đang ấm vàng và mình nó đang nhìn đây. Và Mi biến thái. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có Fanat thì cứ gửi vô phần tin nhắn của Fanpage, mình sẽ lựa ra và cho lên video ngay nhé. Ok, bây giờ mình sẽ qua là game thôi. Đấy, bây giờ là mình sẽ chuyển tiếp. Ồ, thanh niên này mới lên Super Saiyan Blue thôi hả? Đây, mình sẽ chuyển cho thanh niên này thử coi để biến thành nào có chết không nha. Ok, về thành những sức. Siêu. Chết thằng nhỏ chưa? Chù. Đâu, không, mình bấm gì rồi. Rồi, mình nắm gì mà nó còn không chết nữa mà, thiệt tình chứ. Thích đùa nhau à. Ố tài thiệt. Ok, bây giờ là mình sẽ đi chen lên tiếp. Đấy, đi trang tiếp. Bây giờ hiện tại giờ mình đang cần lên khoảng 130 hay 110 gì đó. 130 hay 110. Chắc nhiều đó là mình phải ngồi trang cho nó sướng tay luôn nè. Ok, đấy. Ồ, hình như là khi mà mình biến đậu phộng. What the hell, mình nhìn cái cục đó là mình biết con nào luôn rồi đó. Oh man, trời, nó đứng sao nó chịu một phát mà chạy không kịp luôn. Ok, biến lại thành Super Saiyan cái rồi kính kiếp. Ai, hình như hết hơi nó cũng à, ok biến à, chưa biến được. Ok, biến được rồi. Muốn biến cũng phải energy nó cho nó cao cao lên mới biến được. Start này, để coi, mình phải để ý xung quanh đó. Nhiều khi thanh niên kia Super Saiyan Ro nó móc lớp mình nó khổ. Đó, nó đang đánh nhau chở kinh thật chưa. Thấy quả chưa. Ok, có vẻ như mình trưởng energy nó còn lên nhanh hơn cả là mình đánh nữa. Đó, ngon lành rồi, cố lên. Sắp ổn rồi đó. Ow! Đó,
Alpha không đi cái đâu cũng gặp nó hết. À, thằng đó mình nghĩ chắc nó cũng khoảng mười mấy, nó cũng khoảng hơn mấy triệu kỳ rồi đó, nên là không dễ dàng gì mà đánh được nó đâu. À, toàn là mấy thanh niên đi, chỉ có thanh niên đó đớp thính thôi. À, mình tả thính cái đâu là đớp cái đó, kinh thật. Ok, đấy. Khoan, mình phải để góc nhìn xa xa ra một tí. Chứ nhiều đây cũng kinh khủng lắm. Hú hồn, không biết không biết cái thằng Super Saiyan Bro nó đã đi đâu mất tiêu rồi, nhưng mà bây giờ là mình cần phải trưởng. Mình cần phải lên cái energy càng nhiều càng tốt, tại vì cái energy của mình lên á thì mấy cái attack với agility mình lên nó dễ hơn. Tại vì mình không cần phải gồng nữa. À, đó, có ai vừa tới kìa, Ok, Super Saiyan Blue mạnh hơn Super Saiyan Ro luôn hả? Cái này hình như mình coi phim là thấy hai thằng đó nó cũng na ná nhau à. Ok, vô. À, hồi nãy mình cần cái này lên khoảng bao nhiêu cả, để mình coi thử mình cần lên cái cần tiếp theo chứ ha. Super Saiyan 5 là không ổn cho khúc này rồi đó. Mình cần phải lên cái cấp bậc tiếp theo là Super Saiyan Gold. Super Saiyan God chứ lộn, 110. Ok, sắp đủ rồi, 110 là đủ rồi. Yes, ai 110 là dư rồi đó. Ai 112 luôn, hết bài. Ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ chỉ có đánh thôi. Quá, ấy chết cha, bấm lộn nút B rồi. No. Thiệt tình chứ. Bấm lời, bấm lộn nút B nên hàng chi mình đánh mình bay muốn bay bay cũng được. Thiệt tình, mình nhớ trong phim thằng Son Goku nó đâu cần phải biến sức hành Super Saiyan đâu mà nó cũng bay được mà trong đây phải biến mới bay được. Khổ quá. Ok, rồi, mình sẽ đứng đây thôi. Để coi thằng Super Saiyan Crow kia nó đi đâu mất tiêu rồi. Ok, đấy, sắp chỉ cần lên được khoảng 11, khoảng 30 ngàn nữa là đủ rồi đó, 30 ngàn mà. Sẽ nhanh thôi mà, có gì đâu mà khó. Đợi xíu lấy lại mấy cái skill đó, skill hồi nãy bị thằng kia nó quất về thành rồi. Nó bị bên kia cho đánh mất chết hết rồi. Ai thiệt tình, Final Kamehameha nè, ok. Ủa. Ủa, thanh niên này rủ mình đi đâu đây? Ok, để mình đi coi thử coi nhiều khi có được cái miếng thơm nào đó mình ăn, mình lên kia mình lên nhanh hơn sao coi. Why sao bay nhanh như vậy? What the hey. Oh man, oh công nhận cái này bay nhanh dữ vậy. Oh, bên trong này, à có một cái góc lắc trong này hả? Ok. Hình như là theo ý của người này cho mình biết là ở đây là sẽ có một cái góc lắc để mà chui vô bên trong này nè. À, muốn bay á là mình phải để góc này mới đúng. Thôi, đi chen tiếp. Cứ vừa đánh vừa chen là được rồi chứ. Oh, ok, bên trong này có đường vô. Yeah. Wow, có một chỗ bí mật. Wow, ô kinh thật. Oh, có một số chỗ bí mật, kinh thật. Rồi, ok, bay tiếp thôi, để coi thanh niên này sẽ dẫn mình có những cái chỗ nào nữa đây. Có nhiều chỗ khá là hay đấy chứ. Rồi, bắt buộc mình phải lên cho bằng được 110 chứ, không lẽ không lên được 110. Mình phải lên được Super Saiyan God. À, khoan đã, để coi thử cái stat của mình là bao nhiêu rồi. Ồ, mới có 90 mấy thôi. Lâu mà. Ủa gì? Oh, why? Ado.
có rất là nhiều cái chỗ bí mật để mà mình luyện level nè. Ngon. Ok, khá là ngon đấy. Ê, mình sắp lên được rồi, mình sắp lên được rồi, cố lên, sắp lên được 110 rồi. Yes. Không biết thanh niên trọng nghĩa này lên được bao nhiêu rồi. Bây giờ là mình sẽ đứng đây, mình sẽ train lên khoảng 11.000, tất cả đều 11.000 luôn. Agility với lại attack đều lên 11.000. Và sau đó là mình sẽ lên được Super Saiyan God. Trong cặp này mình đã lên được Super Saiyan God rồi. Thì trong mấy cặp sau là chắc là mình sẽ cố gắng mình train lên thành Super Saiyan giống như mấy thanh niên này đây. Super Saiyan Blue với lại Super Saiyan Red. Mà lên được cái đó mình không biết mình không biết cứ khoảng bao nhiêu nữa. Ok, có thanh niên này cho mình cái thử rồi, bây giờ là mình sẽ lựa cái skill thử. Ồ, đây nè, đây nè, energy nè. Rồi, hay quá, God Breaker. What? What the hell, God Breaker này, chiêu này chơi sao nhỉ? Chiêu này là chiêu combat mà sao mình đánh không được? Đã học luôn mới ghê chứ. Rồi thôi để mình chuyển sang chiêu kêu khác thử. Final Kamehameha nè. Đó, rồi, trướng. Ông khoan đó, hết năng lượng rồi. Hết năng lượng rồi. Ôi công nhận thanh niên này ghê thật chứ, 13 triệu. Chù, nó ra cái mình muốn té ngửa luôn. Ghê thật. 13 triệu mình không biết là mình sẽ chen trong khoảng bao lâu nữa. Ok, rồi. Rồi, bắt đầu trướng final. Ấy. Cho đồ. Ôi final. Khiếp. Final trưởng cấp thường chỉ được bao nhiêu đó máu thôi. Vãi thật. Wow. Ok, bây giờ là mình phải train lên thành Super Saiyan God. Super Saiyan Bro. Ồ, sắp được rồi, cố lên. Ồ, Super Saiyan Rô cũng đẹp đó chứ. Nhưng mà mình vẫn thích cái thằng kia hơn. Ok, và mình đã lên được thằng Super Saiyan God rồi. Và bây giờ mình sẽ học một cái skill Super... mình sẽ biến thành cái mod Super Saiyan God thôi. Super Saiyan God đâu? Super Saiyan Blue hả? Blue nè. God nè, ok. Select. Và biến thành Super Saiyan God. Yeah. Quá đẹp. True. Mình đã biến thành được một cái Super Saiyan cao hơn cả thằng kia. Ủa chứ không biết có cao hơn hay không nữa. Wow, Super Saiyan God. Oh man, quá đẹp luôn. Ok. Ấy, để mà mình trưởng thử thằng này xem coi nó lên được nào. Rồi, bây giờ mình sẽ trưởng lại. Rồi, để coi thanh niên này có chết không nha. Rồi, mất máu chưa? Oh man, không mất máu, chắc hồi nãy giờ mình trưởng hộp. Oh, mình đã biến thành Super Saiyan God rồi, quá đẹp luôn. Wow. Ok thì giờ chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thấy thích và muốn mình làm tiếp cái series này, mình thật sự ra mình thấy biến hình này khá là đẹp, nên là mình sẽ cố gắng mình làm nhiều cặp để mà mỗi cặp mình lên được một cái biến hình mới. Ok thì chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye bye.